một cô mèo máy tên là Doremi, luôn luôn vui tươi thông minh và đôi khi hơn hẳn người anh của mình là Doremon đến từ tương lai, cùng sản xuất trong một nhà máy. Em gái lo cho người anh à, mèo máy có chút tài lanh, bé màu vàng và đôi tai màu đỏ của chiếc vòng cổ của bé màu xanh xanh. Khi sự quậy phá của người anh đang ập đến thì cũng là lúc em gái này đến giúp đỡ, trở thành anh em và dùng chung một loại dầu. Những người sợ chuột, đứa sợ gián thì khó đỡ. Cô bé có vô vàn sự đáng yêu, bánh mì dưa gan là món ăn không thể thiếu, có một sở thích pha hát cũng rất hay, con gái đám đen như vậy cũng dễ hiểu. Loại dầu đâm đặc Doremi ta thông minh, cái gì cô cũng làm rất sỏi không ai khinh. Nhà viện 7 ngày để sửa chữa máy móc hỏng, sẽ dán đến chạm mạch các bạn bất ngờ không? Suke Nobita trai cô, trai En đang đánh Sunio, Doremi ngăn cả ai đỡ nổi, đều đà hay giỏi nói thế cũng giận rồi. Luôn luôn xuất hiện để giải quyết những rắc rối, từng anh ngốc nghếch Nobita từng nói dối, có chói thì sao được Doremi ta, để ta bắt được thì coi chừng nha. Nhưng mà con gái ai chẳng thích làm đẹp, mẹ muốn giảm béo dù lịch ăn bớt chặt hẹp. Doremi nhà ta đã sử dụng một bảo bối, làm cân nặng của mẹ dần dần được thay đổi. Nhờ kết quả của mẹ vẫn không thể vừa ý, muốn đấu hết truyện tranh phải con cứu Doremi. Mắt kính đặc biệt là cách giải quyết của cô bé, làm cho người mẹ nhìn thấy ai cũng béo phì. Da vàng vàng, tai đỏ đỏ, cao 1 mét, chiếc túi thì nhỏ nhỏ. Những việc nào Doremi chẳng làm được thì cứ để đó Doremi này lo cho. Da vàng vàng, tai đỏ đỏ, 1 mét, chiếc túi thì nhỏ nhỏ. Những việc nào Doremi chẳng làm được thì cứ để đó Doremi này lo cho nha. Thì trước giờ con vẫn vậy mà.